Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một cái miếng đất rừng dừa đang bán, em quay cho anh chị mình xem ha. Thì miếng đất của mình á là nó nằm ở đây nè anh chị. Đây. Anh chị nhìn nè, đi vô đây khoảng tầm chừng 20 mét thôi là mình sẽ tới cái miếng đất của mình. Miếng đất của mình là ngay cây dừa ở đây nè nha. Thì trước tiên là em giới thiệu con đường cho anh chị xem trước. Con đường này á, thì là đường đan công cộng và xe ô tô vô tới. Ở ngoài trước á, thì người ta có kéo mấy cái đường dây điện đó anh chị. Nè, đường này á, là đường thông luôn nha. Đây anh chị nhìn xem. Nè anh chị nhìn nè. Đó, con đường này á, là nó đi thẳng đó. Con đường này là đều là đường thông hết. Và đường này á, thì xe ô tô nhỏ vô tới. Và từ cái con đường này nè, cách khoảng 20 mét là mình sẽ tới cái miếng đất mà đang bán. Thì nó sẽ đi vô. Đi vô thì nó khoảng tầm chừng 2 mét nha anh chị. Này, em sẽ đi vô cho anh chị mình xem. Nè. Thì nó được là từ ở bên này nha anh chị, đi qua bên này, nó đi qua tới chỗ này là bề ngang là khoảng 2 mét. Đường này á, là đường thông. Nhưng mà bên trong thì em thấy là đường xe máy. Ở có khúc ngoài trước á, chủ đất á anh chị, người ta mua thêm một khoảng nha anh chị nhìn nè. Người ta mua thêm một khoảng vậy nè cho những cái chiếc xe du lịch mà nhỏ nhỏ thì vô tới. Đây. À, người ta mua cái đường đi á, cái người ta có cắm cọc nè anh chị. Đó. Em thấy cắm từ bên này đi qua bên này luôn nè. Rồi đây là cái miếng đất của mình nè. Còn mà bên trong mà anh chị đi dài vô nữa thì em thấy là nó còn là đường xe máy. Cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là miếng vườn dừa này. Miếng vườn dừa này diện tích là 920 m², bề ngang là khoảng 18 đến 19 m. Bề dài á, là khoảng 48 m nha anh chị. Thì giá của miếng này á, là kêu giá là 700 triệu. Thì giá cả còn thương lượng. Rồi giấy tờ thì sổ đỏ là đầy đủ hết nha. Đây cái cây cọc mốc là ngay chỗ này nha anh chị. Nè bề ngang từ ở đây đi qua bên này. Em sẽ đi cho anh chị mình xem. Hay, đi vô tới đây nha. Nè. Bề ngang của mình là tới đây nè anh chị. Đó. Bề ngang qua là khoảng 18 đến 19 m. Bề dài là 48 m, chạy thẳng xuống dưới luôn. Đây. Em sẽ đi dọc theo cái chiều dài cho anh chị mình xem. Lúc trước có cái miếng này á là kêu là 750, sau cái người ta cần bán gấp á, người ta giảm xuống còn 700. Này anh chị, đất thì cũng cao ráo ha. Em thấy là cái anh chị thấy ở đây là có mấy cái clip mương á, người ta móc lên á để người ta làm mấy cái clip. Còn anh chị không thích mấy cái clip mương này á thì anh chị kêu cô bé vô sang mặt bằng ra. Nè, bên này là người ta có cắm hàng rào rồi nè. Còn bên này á, là người ta có cắm cái trụ xi măng nè. Em sẽ đi dài xuống cho anh chị xem. Đất á, thì chủ người ta trồng mấy cây dừa. Mấy dừa này là dừa cũ xưa. Nè. Đó. Rồi cái người ta mới đặt thêm những cái mấy cây dừa mới vô nè. Đó. Nói chung anh chị về thì cũng có dừa để mình ăn rồi. Ah!
đất mình á là bề dài là tới chỗ này nè nha anh chị. Thì tới đây nè anh chị thấy là xung quanh là nhà của người ta nè, cũng khá là đông ha. Hey. Em đang chờ nó đấy, nhìn không chớp mắt luôn đó anh chị xem. Đất thì em thấy cũng vuông vức. Đất là tới bên này luôn nha anh chị. Em thấy là đất là vuông vức, không màu mã. Trong đất thì không màu mã gì hết. Em thấy là xung quanh hàng xóm thì cũng không có màu mã luôn nha. Đây anh chị nhìn nè. Thì em xin nhắc lại với anh chị, miếng đất này là 920 m², bề ngang là khoảng 19 m, bề dài là 48 m, giá là 700 triệu. Thì giá cả là còn thương lượng. Đất này là đất cây lâu năm trồng dừa. Bây giờ em sẽ mở định vị cho anh chị mình xem nha. Này, đất của mình là hướng đông nam, nghiêng về hướng đông nhiều hơn. Thì anh chị nhìn nè, cái nút tròn tròn màu xanh á là cái vị trí mà em đang đứng. Còn ở khu vực này á là chợ Vĩnh Kim nha. Thì ở chợ Vĩnh Kim là mình có chợ rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, mầm non, ủy ban, rồi bệnh viện, y tế đâu á, rồi hồ bơi đâu, nói chung là tất cả là đều đủ hết nha. Điện máy xanh rồi điện máy lạnh rồi thế giới di động rồi bách quá đâu á, cũng đầy đủ hết luôn. Thì Vĩnh Kim á là đang chuẩn bị là lên thị trấn. Thì cái miếng đất của mình cách Vĩnh Kim là khoảng tầm chừng 5 phút đến 6 phút chạy xe thôi. Thì cũng rất là gần ha. Thì từ ở đây á mà anh chị về tới thành phố Mỹ Tho á là khoảng 17 cây số. Chạy xe là khoảng 30 phút. Nó còn chỉ những cái con đường vòng nha anh chị. Tại vì từ ở đây nè tới đây là có cái cầu Long Hưng rồi, thì mình đi ở bên này thì nó tắc rất là nhiều. Từ đây mà đi xuống cái nút màu đỏ đỏ mà mình đi đường này nè thì nó gần hơn rất là nhiều. Nhưng mà do cầu Long Hưng á là mới làm được khoảng tầm chừng 2 tháng đến 3 tháng thôi, cho nên nó chưa có cập nhật lên, nó vẫn còn đi cái đường vòng dèo. Còn từ ở đây á mà anh chị về bến xe miền Tây á là khoảng 70 cây số, chạy xe khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Đó. Thì anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em là Huyền Trang Bất Động Sản, thì em sẽ dẫn anh chị đi xem. Đất này thì có giấy tờ, có sổ đỏ đầy đủ hết nha. Bề ngang á là khoảng 19 m, bề dài là 48 m. Đất là có dừa sẵn rồi, anh chị về là có dừa để mình uống thôi. Giá cả miếng này là 700 triệu, giá cả còn thương lượng á. Chủ người ta đang kẹt tiền nên người ta cần bán gấp nha anh chị. Ở đây thì điện nước là cũng đầy đủ hết, anh chị khỏi lo nha. Thì cái con đường của mình á là cũng là đường công cộng. Thì anh chị thấy là người ta có kéo mấy cái đường dây điện nè. Mình thì cũng kéo vô thôi. Đó. Đất này là nó đi thông qua bên đường lớn luôn nha. Đây, cái miếng đất của mình đây. Miếng đất này nó được cái là từ ở đây nè anh chị, đi ra ngoài đường đan công cộng á, hên là chủ nhà người ta có mua thêm cái đường đi á. Cho nên em nghĩ là nếu như mà mình đổ đan thì xe ô tô mà nhỏ nhỏ mình vẫn có thể đi tới được.
Để em mở điện thoại ra em đo coi nó chính xác là mấy mét nha. Để cho anh chị biết coi là có ô tô có chạy được hay không. Nè kéo qua nó khoảng tầm chừng 2 mét á anh chị. Nè, tới đây là khoảng tầm chừng 2 mét á. Này nếu như mà đúng theo cái từ ở đây nè, đi tới cái bờ này á là đúng 2 mét luôn. Còn mà cái chỗ mà người ta cắm cọc á thì nó sẽ rộng hơn, thì khoảng 2 mét đó nha anh chị. Rồi thì em xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Đất ở đây là đất nước ngọt nha. Ở đây á, anh chị trồng cây trái gì nó cũng tươi tốt hết á. Ví dụ như hàng xóm này người ta trồng xoài nè, sapoche nè đó, rồi bưởi nè, rồi tắc rồi đó, nó rất là tốt. Quanh đây thì nhà cũng kha khá, anh chị sẽ không sợ buồn nha. Nó khu vườn của người ta đó, cỏ rồi nó cũng tốt nữa. Này nói chung là về đây thì không có sợ buồn. Rồi thì em xin chào anh chị.